Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy sẽ hướng dẫn các em toán lớp 5, trang 122-123. Mình sẽ học bài thể tích hình thập phương nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm ha, để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho em xem. Em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, nhớ đăng ký kênh để xem những bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Giờ thể tích hình thập phương. Ví dụ, nếu hình lập phương có cạnh là 3 cm thì thể tích sẽ là V bằng 3 nhân 3 nhân 3. 3 nhân 3 là 9, 9 nhân 3 bằng 27. Đơn vị cạnh sẽ là cm thì thể tích sẽ là cm khối nhé. Như vậy mình có đây một cái hình lập phương. Cạnh mỗi cạnh đều là 3 cm. Như vậy mình sẽ lấy cạnh nhân cho cạnh. 3 nhân 3 là 9, nhân thêm tiếp cho 3 thành 27. Đơn vị sẽ là cm khối đúng không? Mỗi cái khối như vậy sẽ là 1 cm khối. Như vậy khi mình muốn tính thể tích của hình lập phương thì mình chỉ việc lấy cạnh nhân cạnh nhân cạnh, ba cạnh, ba là ba cái cạnh đúng không, nhân với nhau. Hình lập phương có cạnh a thì thể tích sẽ là v bằng a nhân a, do nhân tiếp cho a là ra kết quả thôi đúng không. Như vậy thể tích hình lập phương rất là dễ, mình chỉ việc lấy cạnh do nhân cho cạnh là ra kết quả đúng không nào. Như vậy mình xong phần lý thuyết thể tích hình lập phương. Thể tích hình lập phương thì mình chỉ việc lấy cạnh nhân cạnh là ra kết quả nhé. Rồi V sẽ bằng A nhân A nhân A. Nếu cạnh là A thì sẽ là A nhân A nhân A. Cạnh đơn vị là cm thì thể tích sẽ là cm khối. Nếu cạnh là dm thì thể tích sẽ là dm khối. Cạnh là mét thì thể tích sẽ là mét khối nha. Giờ như vậy mình xong phần lý thuyết, mình sẽ quay tiếp phần bài tập luôn nha. Câu số 1. Viết số đo thích hợp và trụ trống. Giờ ở đây người ta cho mình một cái bảng đúng không nè. Hình lập phương thứ nhất gồm có độ dài cạnh sẽ là 1,5 m. Như vậy người ta kêu mình tính diện tích một mặt. Như vậy diện tích một mặt thì mình sẽ lấy cạnh nhân cho cạnh đúng không nè. Như vậy mình sẽ lấy 1,5 nhân cho 1,5. 1,5 nhân cho 1,5 thì sẽ bằng là 2,25 đúng không nè. 2,25. Cạnh là mét thì diện tích sẽ là mét vuông nha. Đúng không này? Diện tích một mặt, diện tích một mặt có nghĩa là diện tích hình vuông ha, cạnh nhân cạnh. Tiếp theo là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần có nghĩa là diện tích của 6 mặt đúng không nè. Vậy mình sẽ lấy cạnh nhân cho 6 nha. Có nghĩa là mình sẽ lấy diện tích một mặt nhân cho 6 là ra diện tích toàn phần, vì hình lập phương là hình có 6 mặt bằng nhau, đều mỗi mặt đều là hình vuông. Như mình sẽ lấy 2,25 nhân cho 6 nha. Giờ 2,25 nhân cho 6 thì bằng 13,5 nha. 13,5. Diện tích toàn phần đơn vị cũng là mét vuông đúng không? Tiếp theo là thể tích của hình lập phương. Thể tích thì mình sẽ lấy cạnh nhân cho cạnh nhân cho cạnh. Cạnh nhân cạnh 1,5 nhân 1,5 thì bằng 2,25. Như vậy mình sẽ lấy 2,25 nhân tiếp cho 1,5 đúng không nè. 2,25 nhân cho 1,5 sẽ bằng bao nhiêu nè. Sẽ bằng 3,375 đúng không nè. 3,375 đơn vị sẽ là mét khối nha. Thể tích sẽ là khối. M lấy thừa 3. M của số 3 nhỏ trên nha. Như vậy mình xong xong hình lập phương thứ nhất, mình sẽ qua tiếp hình lập phương thứ hai. Như vậy là người ta cho độ dài cạnh là 5/8 dm. Như vậy mình sẽ tính diện tích một mặt bằng cạnh nhân cạnh. Như vậy có nghĩa là mình sẽ lấy 5/8 nhân cho 5/8 đúng không? 5/8 nhân 5/8 thì có nghĩa là tử nhân tử và mẫu nhân mẫu, nhân hai con số mà tử nhân tử mẫu nhân mẫu. Như vậy 5 nhân 5 là 25, 8 nhân 8 bằng 64 đúng không nào? Như vậy kết quả sẽ là 25/64 nha. Kết quả sẽ là 25/64 cạnh 5 x 5 còn mẫu là 6, 8 x 8 bằng 64. Đơn vị sẽ là decimet vuông nha. Đúng không này? Ở đây là cạnh là decimet thì diện tích một diện tích sẽ là decimet vuông. Tiếp theo diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần có nghĩa là diện tích một mặt nhân cho 6 đúng không? Như vậy mình sẽ lấy 25/64 nhân cho 6 nha. 25
Phần 64, mình nhân cho 6 sẽ bằng là 75 phần 32, đúng không nè? 25 phần 64 nhân cho 6 thì sẽ thành 75 phần 32. Rồi, cái em nào tính nhầm không được thì mình lấy giấy nháp cho mình tính ha. 25 phần 64 nhân cho 6, như vậy là 6 thì mình 6 với 64 mình sẽ chia tử và mẫu cho 2, như vậy trên là 3 đúng không? 25 nhân 3 bằng 75, còn ở dưới chia đi 2 thì còn 32 đúng không? Giờ diện tích toàn phần cũng là dm vuông nhé. Giờ tiếp theo là thể tích. Thể tích mình sẽ lấy diện tích một cạnh nhân cạnh nhân cho cạnh, hoặc là các em lấy diện tích một mặt nhân cho cạnh cũng được đúng không? Diện tích một mặt chính là cạnh nhân cạnh. Như vậy mình sẽ lấy 25 phần 64 nhân cho 5 phần 8 nha. Giờ 25 phần 64 mình nhân cho 5 phần 8 bằng như vậy là 25 phần 64 nhân 5 phần 8 thì bằng là 125 phần 512 nha. Mình tính nhầm không được thì mình lấy giấy nháp cho mình tính. Kết quả sẽ là 125 phần 512. Đơn vị sẽ là decimet khối nha. Đúng không nè? Giờ như vậy mình xong hình thứ hai, mình sẽ qua tiếp hình thứ ba nha. Giờ hình thứ ba người ta cho mình diện tích một mặt, đúng không nè? Diện tích một mặt có nghĩa là cạnh nhân cạnh. Cạnh nhân cạnh thì bằng 36 thì chắc chắn là độ dài cạnh là 6 đúng không? Vì 6 nhân 6 mới ra bằng 36, đơn vị sẽ là cạnh sẽ là cm. Giờ tiếp theo là diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần chính là của hình lập phương chính là diện tích một mặt nhân cho 6, như vậy mình lấy 36 nhân 6. 36 nhân 6 thì bằng 216. Đơn vị sẽ là cm vuông luôn nha. Diện tích toàn phần cũng giống như diện tích một mặt thôi. Tiếp theo thể tích. Thể tích thì mình sẽ lấy cạnh nhân cho cạnh, hoặc là lấy diện tích một mặt nhân cho 6 cũng được ha. Như vậy là giống nhau đúng không? 36 nhân 6 thì cái này diện tích một toàn phần cũng là 36 nhân 6, như vậy diện tích trong trường hợp này thì diện tích toàn phần và thể tích sẽ bằng nhau nhưng mà đơn vị khác nhau nha. 6 nhân 6 36 nhân tiếp cho 6 thì bằng 216 nhưng mà đơn vị sẽ là cm khối nha. Thể tích sẽ là khối nha. Tiếp theo là hình lập phương số 4. Người ta cho diện tích toàn phần đúng không? Mình sẽ tính diện tích toàn phần, mình sẽ tính diện tích một mặt. Diện tích toàn phần chính là diện tích một mặt nhân cho 6. Như vậy muốn tìm diện tích một mặt mình sẽ lấy diện tích toàn phần chia cho 6. Như vậy là 600 chia cho 6 thì bằng 100 đúng không? Đơn vị cũng là decimet vuông nha. Có diện tích một mặt mình sẽ tính được độ dài cạnh đúng không? Diện tích một mặt chính là cạnh nhân cạnh. Cạnh nhân cạnh bằng 100 thì độ dài cạnh sẽ là 10 đúng không? Decimet. Đúng không này? 10 nhân 10 thì bằng 100. Giờ như vậy sau đó mình sẽ tính thể tích nha. Thể tích có nghĩa là cạnh nhân cạnh nhân cho cạnh, hoặc là mình lấy diện tích một mặt nhân cho độ dài cạnh đúng không? 100 nhân cho 10 thì bằng 1.000 đúng không? Như vậy là 1.000 decimet khối nha. Mình nhớ thể tích là khối, đúng không ạ? Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 này có em nào có kết quả giống như thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp tục số 2 luôn nha. Giờ câu số 2. Một khối kim loại hình lập phương có cạnh là 0,75m. Mỗi decimet khối kim loại đó nặng 15 kg. Hỏi khối kim loại đó nặng bao nhiêu kg? Như vậy người ta cho cạnh đúng không nè. Cạnh của hình lập phương mình sẽ tính được thể tích của hình lập phương. Sau đó thể tích đó mét, thể tích sẽ ra mét khối, mình sẽ đổi về decimet khối. Mỗi decimet khối là nặng 15 kg, như vậy mình lấy
thể tích của ở đơn vị là decimate khối mình nhân cho 15 thì sẽ ra là khối lượng của kim khối kim loại đó theo đơn vị là kg. Giờ câu số 2 này các em có thể tạm dừng video làm thử với câu số 2. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Giờ thầy sẽ làm câu số 2 luôn nhé. Giờ trước hết mình sẽ tính thể tích của khối kim loại nha. Thể tích của khối kim loại là như vậy, thể tích khối kim loại mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh nhân cho cạnh đúng không nào? Như vậy mình sẽ lấy 0,75 nhân cho 0,75 giờ nhân tiếp cho 0,75 sẽ bằng bao nhiêu nè. Giờ mình lấy giấy nháp cho mình tính. 0,75 nhân 0,75 giờ nhân tiếp cho 0,75 sẽ bằng là 0,421875. 0,421875 đơn vị sẽ là mét khối đúng không nào? Đơn vị sẽ là mét khối nha. Giờ mét khối này thì mình sẽ đổi sang decimet khối. 0,421875 mét khối mình sẽ đổi qua decimet khối. Mét khối mà đổi qua decimet khối thì nhân cho 1000 đúng không nào? Như vậy nhân cho 1000 có nghĩa mình dịch chuyển cái phẩy về ba con số, như vậy có nghĩa sẽ là 421,875 decimet khối nha. Đúng không nào? Từ mét khối đổi qua decimet khối mình sẽ nhân cho 1000. Giờ sau đó mình sẽ tính khối lượng kim loại đó nhé. Khối lượng căn kim loại đó. Kim loại. Khối lượng kim loại đó là như vậy mình sẽ lấy bốn trăm hai mươi mốt phẩy tám bảy năm mình nhân cho 15 đúng không? 421,875 nhân cho 15 sẽ bằng, các em tính nháp thử xem bằng bao nhiêu. 421,875 nhân cho 15 các bạn 6328,125 kg. Giờ đáp số 6328,125 kg đúng rồi. Giờ như vậy là thầy vừa hướng dẫn xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 này có em nào có kết quả giống thầy để lại bình luận phía dưới video cho thầy và bạn cùng xem nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 3 luôn nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài là 8 cm, chiều rộng là 7 cm và chiều cao là 9 cm. Một hình lập phương có cạnh bằng trung bình cộng của ba cạnh, trung bình cộng của ba kích thước của hình hộp chữ nhật trên. Người ta kêu mình tính câu A là tính thể tích hình hộp chữ nhật, câu B là tính thể tích hình lập phương. Như vậy người ta cho chiều dài, chiều rộng, chiều cao thì mình sẽ tính được thể tích của hình lập hộp chữ nhật đúng không nào? Sau đó mình sẽ tính cạnh của hình lập phương, trung bình cộng của ba kích thước. Như vậy mình sẽ lấy chiều dài cộng chiều rộng cộng chiều cao tất cả chia cho bạn. Có cạnh của hình lập phương mình sẽ tính được thể tích hình lập phương đúng không nào? Câu số 3 này cũng dễ đúng không nào? Rồi câu số 3 này các em có thể tạm dừng video làm thử trước câu số 3. Sau đó đối chiếu kết quả của thầy xem có đúng hay không nhé. Như vậy là thầy sẽ làm câu A trước nhé. Chứ mình sẽ tính thể tích hình hộp chữ nhật là
Giờ như vậy mình sẽ lấy chiều dài nhân chiều rộng nhân chiều cao đúng không? 8 nhân 7 nhân tiếp cho 9 bằng 8 nhân 7 nhân cho 9. 8 nhân 7 thì bằng là 56 nhân tiếp cho 9 sẽ bằng là 504 đúng nha. Đơn vị sẽ là cm khối nha. Cạnh là cm thì thể tích sẽ là cm khối. Giờ câu B. Như vậy trước hết mình sẽ tính cạnh của hình lập phương nhé. Cạnh của hình lập phương dài là cạnh của hình lập phương dài là, hoặc là mình để là độ dài cạnh của hình lập phương cũng được nhé. Như vậy mình chung mình cộng có nghĩa là mình sẽ lấy ba số cộng lại và chia cho ba như vậy. Vậy mình sẽ lấy 8 cộng 7 cộng cho 9 rồi tất cả chia cho 3. Rồi, như vậy 8 cộng 7 là 15, 15 cộng 9 là 24, 24 chia 3 bằng bằng 8 đúng không? Như vậy 8 cm nha. Rồi sau đó mình sẽ tính thể tích của hình lập phương. Như vậy mình sẽ hệ tích hình lập phương, mình sẽ lấy cạnh nhân cạnh nhân cho cạnh nhé. 8 nhân 8 nhân tiếp cho 8. 8 nhân 8 thì bằng 64 mà. 64 nhân tiếp cho 8 thì sẽ bằng 512. Đơn vị cũng là cm khối nha. Giờ đáp xuống. Đáp số bây giờ câu A sẽ là 504 cm khối, còn câu B sẽ là 512 cm khối luôn. Đúng không nè? Giờ như vậy là câu số 3 này của em là có kết quả giống như thầy. Để lại bình luận phía dưới video cho thầy hoặc bạn cùng xem nhé. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em xong toán lớp 5 trang 122 và 123 hãy tích hình lập phương. Phần luyện tập chung trang 123 thầy sẽ làm trong thời gian nhanh nhất có thể nha. Giờ các em nếu thấy thầy dễ giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thì chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.